Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Trần Anh Hữu nhá. Thì hôm nay em Hữu sẽ hướng dẫn mọi người cách vận hành cái con lò đốt lợn và đốt gà này. Đây, con lò này là đốt lợn và đốt gà không khói các nhá. Đốt bằng phương pháp đốt kép 2 lần. Đấy, hiện tại là con lò này là có chiều dài là 1,5 m và chiều ngang của nó là 1,2 m. Chiều ngang của nó 1,2 m, chiều dài 1,5 m các bác nhá. Lò này lò 2 lớp luôn. Đấy, 2 lớp ở bên trong này có đây. Ở bên trong này là có giá để đỡ những con lợn to nhé, còn những con gà nhỏ thì chúng ta không cần, chúng ta có thể vứt bên trên này được. Lợn to thì chúng ta sẽ kéo cái này ra, xong chúng ta đùn nó vào bên trong thì nó dễ hơn. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ đấm cửa vào. Đây, con lò này rất nặng các bác nhá, con này nặng tầm độ hơn 1 tấn ạ. Đấy, con này còn ở bên trên này đây. Ở bên trên này là có quạt, cái quạt này là quạt thứ cấp dùng để lạc oxy các bác nhá. Đây, nó sẽ có 2 quạt các bác ạ. Sẽ quay chậm chậm cho bác xem nhé. Còn kia kia à? Đấy, 4 cái này là 4 cái tay sách nhá. Ở đây là đầu đốt mọi người ạ. Đây, ở đây là đầu đốt nhá. Đây là đầu đốt của nó ở đây. Đầu đốt của chúng nó có thể rút ra được các bác nhé. Rút ra và ngắt vào được. Đầu đốt hiện tại đang ở đây. Đây các bác ạ. Đây, cái đầu đốt nó sẽ hoạt động như thế này. Ok, đây nó sẽ hoạt động như này các bác nhé. Đây là cái đầu đốt của nó, còn đây là đường dẫn dầu à. Đấy, đây đường dẫn dầu đây. Đường dẫn dầu, đây là đường dẫn dầu vào trong buồng đốt mọi người nhé. Đây đường dẫn dầu đây, đây cái dây dẫn dầu, cái này sẽ nối vào can dầu này và nó sẽ nối vào cái đầu đốt này, đầu đốt này, và nó sẽ khi nào sử dụng đầu đốt rồi sẽ đốt vào đây. Ok rồi, đấy, đốt vào đây. Còn cái bộ phận này nữa đây. Bộ phận này là bộ phận đây, thứ nhất là cái mũ chống mưa. Mũ chống mưa và bộ phận này là bộ phận đây là đốt khói tầng 2, đốt khói thứ cấp ở đây các bác nhá. Tức là sau khi như thế này nó sẽ hoạt động này. Sau khi nó đã được đốt một lần ở bên trong này, nó đã hết tầm độ 90 đến tầm độ 90% đấy rồi. Phần trăm khói và mùi rồi thì còn 10% còn lại là nó sẽ đi qua đây. Ở trong này nó chứa than hoạt tính ở bên trong này các nhá. Than hoạt tính, than không khói được sẽ được chứa đầy ở bên trong này và chúng nó sẽ được bắc lên trên này. Đây, nó sẽ được bắc lên cắm vào đây. Tấu cái bộ này nó sẽ vận hành như này và nó sẽ được lắp vào đây mọi người. Đấy. Sẽ được lắp vào này. Bộ phận này có thể tách rời được mọi người nhá. Lắp vào này hoàn toàn có thể tách rời được. Ở bên trong này này nó sẽ chứa than hoạt tính ở trong này mọi người nhé. Than hoạt tính có trách nhiệm, nó sẽ tức là khử mùi một lần thứ hai nữa. Tức là con này là nó sẽ là dùng là đốt thứ cấp mọi người nhé. Nó không phải đốt sơ cấp nữa, nó sẽ là phiên bản ngon hơn bên kia. Còn bên trên này là đây, này là cái này là mũ chống mưa mọi người nhé, mũ chống mưa đó. Chứ còn cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, nó chỉ có tác dụng khi là trời mưa thì vẫn đốt bình thường. Còn đấy các bác, còn khi nào mà hiện tại là con này, bây giờ mình chuẩn bị là mình đưa nó vào trong Kiên Giang mọi người nhá. Con này là hiện tại là mình sẽ đưa nó vào bên trong Kiên Giang để đốt gà đó. Các bác thấy chưa? Rất. Thôi sang cái lái tí cho nó sẽ chạy. Rồi.